Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Minh Kỳ lọt xếp thành hiệp sĩ bóng đêm với một cái dàn đồ chơi đỉnh cao. Cái chiếc Minh Kỳ vận chuyển hôm nay là một cái thứ mà bây giờ anh em chúng ta cùng nhau mổ xẻ, tìm hiểu về tất cả những trang bị hiệu năng cao và những trải nghiệm trên tuyệt vời mà chúng đã mang lại. Những món đồ chơi đầu tiên mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là cái cụm hắn Rainbow Blitz, làm hoàn toàn từ nhôm nguyên chất. Sau đó hãng Rainbow đã áp dụng phương pháp CNC để tạo thành dáng. Dầu của cụm hắn được chứa bởi cái bình dầu khối đi cùng cái nắp dầu khối, có thêm một cái độ mắt CNC cực kỳ sắc sảo. Từ một hệ thống con chuyên quản, người chủ đã nâng cấp một hệ thống con dầu để anh em chúng ta có cảm giác bốc con sang số mượt mà và nhàn nhã hơn. Vậy nên anh chủ cũng đã nâng cấp luôn con sức cực của mình, cái con dầu Rainbow Blitz, vừa đảm bảo hiệu năng mà còn liền đạt với cụm hắn bên kia. Vì nâng cấp cái công suất động cơ nên việc trang bị cho chiếc Minh Kỳ đội hôm nay một cây trợ lực sườn Hollin là việc vô cùng cần thiết. Cái cây trợ lực này đem đến cái sự ổn định di chuyển tốc độ cao, không bị sách dù lao thẳng vào ổ gà. Cái cặp mâm trên con xe hôm nay là một cái hiệu ứng tên là Overracing, được làm nguyên từ một khối nhôm, sau đó phải qua cái công đoạn nén áp lực hàng chục ngàn tấn, sau đó chảy qua phương pháp CNC. Nó có kết cấu y như mâm xin nhưng lại nhẹ và cứng hơn rất nhiều, do cấu tạo từ điều cao cấp. Chỉ nhiên về cái mặt lắp ráp thì nó gắn hoàn trọn như zin. Đĩa thắng vẫn dùng đĩa zin nhưng heo đã được hai thành heo Rainbow Blitz 4 bit, giúp hiệu suất thắng trở nên mạnh mẽ hơn. Ở đây chúng ta thấy hiệu suất thắng mạnh mẽ chỉ còn cộng dầu heo bóng độ S, cũng góp phần làm không nhỏ giữ luôn cái áp suất dầu ở mức ổn định nhất. Còn ở dầu này còn có chiếc nhắc dầu đỏ rực là điểm nhấn. Heo thắng sau chính là cái dòng Rainbow Blitz nhưng là cái phiên bản 2 bit, đã được bắn hướng xuống để cho chúng ta khoe hết được toàn bộ nét đẹp của nó. Như dầu sau, ở dùng cho mình cái dầu Hell bóng độ S, nó bật nhất phải kể đến một cái chiếc nhắc dầu màu bạc kim độc đáo. Giấy phục sau là dòng phục Hodin sản xuất dành riêng cho Minh Kỳ 15, gắn như zin không chỉ cháo gì hết. Để điều tiết được nhanh chóng cái độ nén ở so, người chủ còn tuần tới bổ sung thêm cái dụng cụ HPA, đang làm mưa làm gió thị trường hiện nay. Cái công suất đa của con Minh Kỳ đội hôm nay được cường hóa rất nhiều lần bởi những phụ tùng hiệu suất cao đến từ hiệu của Tekawa. Điểm nhấn ở đây chính là Cable Over Crazy Titan, một dòng sóng sinh ra dành cho Minh Kỳ 1.5 và có kích thước cổ bô phù hợp với bài đổi chiếc xe. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng là cái chiếc Minh Kỳ đội nhé. Rim dọn kiển đẹp đứt ngay với lọt đồ chơi mắc tiền. Cái chiếc Rim sở cho mình thiết kế cổ điển với ngoại hình gọn gàng linh hoạt. Cái dòng xe này trở thành một trong những cái phần lịch sử của đất Sài Gòn, xa hoa tráng lệ. Từ những ngày trước, cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà các dòng xe đại dần dần để làm chúng ta quên đi những mẫu xe ngày xưa. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn rất nhiều người ưa chuộng và xem cái dòng xe này như một cái báu vật. Hơn 15 năm có mặt ở trường Việt Nam, cái dòng xe này đã để lại rất nhiều cái sự tiếc nuối khi không có những phiên bản cập nhật. Một dòng xe đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Để bảo tồn và tiếp tục thì người chủ phải quyết định nâng cấp toàn bộ từ trong ra ngoài, bao gồm những chi tiết ốc và sườn xe, sơn lại hết những cái tông màu xanh giúp em ấy trở nên thêm cứng cáp hơn. Cái bàn lốp máy được hạ xuống để thay thế những món phụ tùng sau một thời gian dài sử dụng vì bào mòn quá nhiều bởi thời gian. Xung quanh được trang trí bằng ốc titan và inox vô cùng đẹp. Đi cùng đó là giờ đặt máy của Tekawa, bộ hiệu đồ chơi đến từ Sơn Bình, có rất nhiều anh em chơi quay riêng cũng rất ưa chuộng trong nhiều năm qua. Ngoài nổi tiếng, phụ tùng hiệu này còn đem đến anh em cái độ tốc độ cũng như cái cục máy mini ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Quyết định giữ nguyên hệ thống phanh đùm cho bánh trước và sau. Tuy nhiên ở dụng chi bình niên sắp thì dễ bị hoang rỉ, không thẩm mỹ, nên người chủ quyết định chơi cái chiếc riêng độ của mình bằng một niềm của SFI Sang. Vẫn như cái bản độ sang cảnh khác, chiếc xe đang hướng tới cái phục Hollin bình dầu rời. Tuy nhiên do người chủ thích cái sự nó bọc nên ở dụng chi bình lò xo đen để liên lạc với tông màu dự áo. Cái phần bình dầu nhô ra ngoài quá lớn, người thợ phải khoét rộng dàn mũ để không bị cả cấn trong quá trình sử dụng. Và chúng ta hãy nhìn cái cụ tổ của cái dòng xe máy Việt Nam đang có hồn giữa cái thiên nhiên. Cảm ơn các bạn hãy giải thích nghe chi tiết, nhớ like, share, subscribe.